Chào cả nhà, chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay là Dư có làm nguyên một con cá chẽm chiên giòn luôn á nhà, ăn với lại rau sống và bún. Mời cả nhà cùng ăn với hai mẹ con của Như nha. Con mời cả nhà. Mình ăn cái này thì mình sẽ gói bánh tráng á cả nhà. Bánh tráng này thì mình không có cần phải nhúng nước. Bánh tráng này nó mềm. Mình sẽ gấp một miếng cá. Cá này thịt dữ lắm. Ồ, quá trời thịt luôn. Còn Như thì chỉ ăn được xà lách với lại bún thôi. Bún này do Như mua hôm trước á, cho nên hôm nay là Như trụng lại qua nước nóng. Nè, cô ăn đi. Để tô nước mắm cho con dễ chấm. Nè. Cảm ơn mẹ. Con mời cả nhà đi. Cả nhà. Cá chẽm này là hôm bữa Du nhà Như thuốc cá nè. Cá cái như để lại. Để dành lại, để dành ăn á. Bỏ tủ để dành. Hẹ này thì cũng trồng nhà luôn. Hẹ trồng nhà, rau xà lách thì cũng trồng nhà. Có cái rau thơm á, trồng nhà nó không được tốt khung á, cho nên Như phải mua. Hẹ nó già, nó có bông luôn á. Đó, miếng thịt này cả nhà thấy không? Nó trắng ngần luôn. Cuốn một cuốn lại. Đây, cả nhà thấy không? Mời cả nhà nha. Chấm nhiều nước, miếng nước mắm chua ngọt. Xài quá. Rất cục cá. Ăn trúng miếng bún. Miếng cá chứ, ăn trúng miếng cá. Cái thịt nó ngọt cũng kì luôn. Mà cuốn cái con cuốn nữa nha. Xà lách sao mà Như trọng nó không được lớn không? Nó nhỏ à? Nó không được bự không? Ta bán ngoài chợ sao mà nó bự quá trời bự luôn. Còn mình nữa thì nó tẳng ăn tẳng vậy đó. Nhưng mà được cái nó ngon. Nhà chồng thì nó sạch sẽ. Không có thuốc. Không có xài thuốc gì hết. Nó lên tự nhiên luôn. Quá trời được cuốn luôn. Rất là bún. Chấm đi. Ăn sao? Con ăn cái cuốn đó con thấy làm sao? Con nói cho cả nhà nghe. Rất là bún. Rồi sao nữa? Nó dùng cái da nó dùng giòn. Cái da nó dùng giòn. Rồi sao nữa? Chấm với cái này nó ngọt ngọt chua chua. Bữa nay chút nữa chị mới đi học cho nên Như rủ vô ăn chung luôn.
Con cá nó ngọt quá trời ngọt. Ngọt, dai. Đó chứ còn một cuốn. Ngon không? Còn cá, ăn cá chấm này nè. Nhà thấy cái thịt cá không? Trắng nõn nè. Trắng nõn nè. Cái cuốn toàn cá không ăn nó sướng. Cái già nó giòn rụm luôn. Lúc nãy á, chiên xong cái như đi ra ngoài vậy bẻ. Cái lá này là cái lá đu đủ. Bẻ lá chuối với rồi nó tiệt nọc luôn, nó ra không nổi lá chuối luôn. Bây giờ mình chuyển sang bẻ lá đu đủ, bẻ lá đu đủ mình lót cho nó đẹp. Nóng quá, nóng quá, chọn cá tới giờ còn nóng cho nó đẹp. Cuốn lại. Sau đó mình sẽ chấm cái là nước mắm. Và cả béo. Béo cực kỳ. Cá thịt nó ngọt. Trời ơi, có sở thịt nè cả nhà. Quá khứ cái sở thịt. Ngon con. Ngon ngon. Nè, mày cúng cho con uống nè. Gì không? Không chịu ăn nữa rồi. Ngán hay gì? Ngon hay gì? Đây, đây, đây. Thịt này. Thịt này. Thịt này. Thịt này. Người cả nhà thấy con thịt này. Con cá này chắc tầm 2 ký mấy. Bự lắm. Cá siêu to khổng lồ.
cá nó dai, con cá bự nào là thịt nó dai hung trên đấy. Con gấp hết đi, con hấp bự chén. Cái nước mắm nó mặn mặn ngọt ngọt chua chua cay cay, cái miếng cá, miếng gạo, bún nó không tả được. Cái bụng làm cho cái bụng nha, cái bụng nó là béo cực kỳ luôn á. Thịt cá ngọt ngọt dài dài dài. Cái bụng mới là bao béo luôn, mỡ không mỡ tôm luôn á. Nó ngọt hay con ha. Giờ da nè, wow, bộ đầu lòng của con cá, trời ơi, ăn cái này phê ạ. Xương nó bự hơn mấy con cá bình thường. Ừ, cái xương nó phải bự hơn. Con cá bự mà con. Nhưng mà dễ đâu.
đi ra giường mình bẻ nguyên lá đu đủ. Bữa nay ăn trời ngoài mưa nữa, động lòng trời. Tôi biết ngon không chua? Bự. Bự. Có biết ăn gì đâu, ăn cá chấm nước mắm không? Dạ cá cuốn với miếng gạo nữa. Béo quá trời béo luôn, cá béo dữ. Tới công chuyện béo luôn. Nói anh ơi, giờ hai mẹ con của Như cũng no rồi. Hai mẹ con của Như xin ngưng video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi Như trong những thời gian vừa qua. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này á, nhớ ấn cho Như xin một nút like, một nút share và đăng ký kênh ủng hộ hai mẹ con của Như nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.